Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Ngã Kim Thầy Thủ Lệ Nguyện Cộng Như Chúng Sanh Sở Cầu Giải Mang. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tòng Thinh Cứu Khổ Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tán Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con. Hôm nay là ngày 31 tây tháng 3 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Tân Sửu. Tại chùa Quán Thế Âm, chúng con long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm mừng ngày đản sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư Đại Từ Đại Bi Quan Âm Pháp Hội để chứng minh buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên ân sư đã từ bi hoan hỷ ước khả, giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh ân sư và chư tôn đức khởi thân để mà quan lâm pháp hội. Nam mô A Di Đà Phật.
Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quan Thế Âm. Niệm Phật Di Đà để mà nguyện vãng sanh, cái nguyện còn yếu ớt thì nên niệm Quan Âm Chì Thần Chú Đại Bi để nó qua khỏi cái chuông đó, nó qua khỏi cái chướng ngại đó đi, rồi tiếp tục mình quay trở lại niệm Phật cũng không sao. Chỗ này là cái chỗ Bồ Tát phương tiện khéo léo để độ sanh. Vậy mà có một số chúng ta không dám nhắc tên, một số quý thầy nói rằng là nếu niệm Phật Di Đà rồi mà còn niệm thêm Quan Âm là không tin Di Đà. Nói vậy không đúng. Niệm Phật A Di Đà rồi mà niệm thêm Quan Âm vài sâu nữa mới yên tâm, vậy không tin Phật Di Đà rồi? Không phải. Ấn Tổ ngài nói khác, ngài lý luận khác lắm. Ngài nói rằng gì? Tin Phật A Di Đà rồi là để vãng sanh Tây Phương, gặp chướng ngại tin thêm Bồ Tát Quan Âm thì vượt qua nhanh hơn. Giống như hai tay hỗ trợ lẫn nhau để rửa, trợ giúp cho nhau. Cũng giống như là tể tướng với lại vua á, và tể tướng với lại vua thì hai vị này đều hỗ trợ cho mình hết. Nếu mà niệm Đức Phật Dược Sư để cầu sanh Đông Phương thì không hợp lẽ với người bản sanh, mà niệm Quan Âm cầu sanh Tây Phương thì hợp lẽ, bởi vì Quan Âm và Phật Di Đà cùng làm một việc. Quan Âm có cái nguyện thứ 12 đó là tiền tràng phan hậu bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Cho nên người niệm Phật Di Đà rồi niệm thêm Quan Âm nữa thì được, không có gì, bởi vì hai vị này cùng làm một việc, đó là tiếp dẫn chúng sanh bản sanh Tây Phương, không có trống trái lẫn nhau. Chứ không phải niệm Phật Di Đà rồi niệm thêm Quan Âm là không tin Di Đà. Không phải, không phải. Lý luận vậy không phải. Không phải đối với cái lý luận của Bồ Tát Đại Thế Chí. Đôi khi cái định kiến của mình riêng nói như vậy thôi. Không phải đâu. Thì gần như là những cái đoạn đĩa mà chúng tôi thường xem đó, thầy Nhuận Đức ở chùa
hộ pháp thời trước cũng ở trên này chuyên tu niệm Phật. Khi xuống dưới đó thì thầy cũng thiệt sự là đắc lực, ít đi ra ngoài. Thầy có một cái đặc biệt từ khi ở trên chùa Quan Âm và xuống dưới chùa hộ pháp là hầu như không đi ra ngoài, nhưng mà thường xuyên giảng và chúng tôi dạo gần lại đây nghe một số Phật tử hỏi thầy là niệm Phật thêm trì chú có được không. Thầy la thì kêu niệm Phật mà không tin Phật mà còn thêm chú thiếp nữa. Cái đó là lúc trước của chúng tôi bị dướng á. Nếu mà người đó người ta niệm Phật thọ mạng, người ta gần hết chí nguyện, người ta giảng sanh mạnh như ngài Hải Hiền á, thì người ta niệm một câu Phật hiệu không sao, được. Tính căn người này sâu dày thượng căn được, như hòa thượng Tịnh Không, ngài Hải Hiền, ông thợ vá nồi vân vân, một số ông niệm 3 năm ông bản sanh căn lành người đó được, thuốc A Di Đà đưa vô ổn, không có gì trở ngại, chuyên tu được. Nhưng một số Phật tử chạy từng bữa ăn khổ đau, không có thời gian niệm Phật Di Đà, niệm câu có câu không lởm bởm, niệm mà niệm rai rai, niệm tà tà, mà ép người ta niệm Phật Di Đà chưa đủ tính tâm, họ khổ quá trời rồi thì cần Bồ Tát Quan Âm ứng hiện để gia hộ cho người đó, pha thêm thuốc Quan Âm vô chứ. Chỗ này là cái chỗ của tổ sư Quan chúng tôi nói, ai cũng kêu phải niệm Di Đà, và hầu như là chúng tôi cảm giác thấy là đã phá chùa của mình là có cái chùa đó hôm trước mấy năm trước chuyên tu theo hòa thượng, hôm nay bày ra trì thêm 54 biến đại bi buổi chiều nữa, không tin Phật Di Đà làm sao vãng sanh. Tôi nói với quý vị rồi, phải tin Phật Di Đà thì mới vãng sanh, còn thêm chú thím nữa xen tạp là không vãng sanh. Cứ như vậy mà nói, bởi vì lúc ở trên này chúng ta không phổ biến trì đại bi cho nên không thuộc đại bi, do đó giờ chỉ có niệm Phật không thì chắc cũng sợ Phật tử theo đại bi mất, cũng mà sợ mất Phật tử gì đó. Cứ lên giảng là bắt đầu đả phá người trì chú. Ông tổ nói nếu người niệm Phật chuyên nhất là được, nhưng đừng đả phá trì chú, đả phá trì chú mang tội chết. Chú cũng cổ Phật nói mà, người đó người ta vô câu Phật hiệu, nhiều lúc vô không nổi mà người ta trì đại bi, người ta an ổn, người ta niệm Quan Âm xong bắt đầu người ta niệm Di Đà vãng sanh, người ta đi con đường này cũng được. Hoặc giả là họ chuyên niệm Di Đà mà họ niệm thêm Quan Âm, mà họ niệm Di Đà có nhiều lúc họ công phu họ không vô, họ niệm Quan Âm họ có duyên là họ lại vô công phu. Mình tùy theo thuốc cho bệnh chứ sao cứ nói cái khả năng của mình là tôi niệm Di Đà an lạc lắm, nếu mà thêm mà trì chú là tôi không an lạc như vậy. Cứ đạo phá trì chú miết, cứ đạo phá cái chùa Quan Âm hồi xưa mình ở, báo ơn không thấy báo ơn mà báo oán, ngộ kỳ cái ông thầy này thiệt tình. Mà cái điều mà chúng tôi nói ra đây, đưa đường hướng này là cổ tổ Ấn Quang, ngài cũng trì đại bi, ngài khuyên niệm Quan Âm chứ đâu phải chúng tôi tự dựng. Mà cứ lấy cái gì mà chuyên nhất để đả phá. Quý vị thấy ngài Hải Hiền ông một câu Phật hiệu có thêm gì không mà ngài vãng sanh. Thời này người niệm Phật không vãng sanh là do xen tạp trì chú. Thì bây giờ quý vị coi kỹ lại, ngài Lục Tổ bên Tịnh Độ là ngài gì Vĩnh Bình Viên Thọ, một ngày tụng một cuốn kinh Pháp Hoa. Lắng nghe này, tụng một cuốn kinh Pháp Hoa, làm 1.000 điều thiện và niệm 10.000 danh hiệu. Như vậy ngài tụng Pháp Hoa có bị xen tạp không? Không. Cái gì ngài tụng Pháp Hoa, ngài hồi hướng giảng sách mà. Trì chú cũng hồi hướng vãng sanh. Sáng hôm nay chúng tôi lại Quan Âm cũng hồi hướng về Cực Lạc. Thì cái vãng sanh hay không là do tín nguyện, chứ không phải là xen tạp mà niệm Phật không chuyên nhất mà được vãng sanh. Chỗ này cái chỗ thâm thúy của tổ sư Ấn Quang là tín nguyện chân thật là được vãng sanh. Tuy người này chưa được nhất tâm, còn thảy thì kêu phải nhất tâm, mà một câu Phật hiệu mới nhất tâm, chứ thêm gì chú là nhị tâm không nhất tâm thì không được vãng sanh. Nói sai chọc, không có coi để mà giảng, mà nói ra công chúng nữa mới là chết, nguy hiểm vô cùng. Không phải dễ thuyết giảng đâu quý vị ơi, không phải thấy Phật tử nghe ào ào rồi bắt đầu trên mạng cái view đông rồi mình nói ào ào mà không nghiên cứu kỹ, coi chừng làm thầy thuốc chữa bệnh cho người đó, sai thuốc hốt bắt mạch không đúng chỉ chết một cái thân mạng. Nói chánh pháp mà nói sai thì gì? Thì người đó phá kiến đọa lạc. Cái tội này lớn hơn phạm giới. Phá kiến người ta. Có cô đó kêu trời ơi, con lên thầy nhàn con trì đại bi yên ổn quá, mỗi buổi chiều 54 biến rồi con niệm Quan Âm, con niệm Phật. Nói vậy xong con kêu cô chưa tin Phật Di Đà mới thêm trì chú. Giỡn cho người ta vài câu cái bà đó mà chới giới luôn. Mà cũng do bà đó tự nhiên đi hỏi như vậy. Tổ Ấn Quang không tin mà đinh tin ông thầy Dũng Đức. Rồi hỏi ổng rồi cuối cùng ổng nói cho, rồi cuối cùng là gì? Chới giới luôn rồi hỏi chúng tôi lại, bây giờ con nên sao? Trời ơi, nghe chúng tôi nói hơn 4 năm nay là về Văn Sao thì Minh đọc liên tục về cái việc tổ sư Ấn Quang có khuyên trì đại bi, vậy mà ông chịu tin ông tổ, đi tin ổng chứ, đi hỏi ổng. Để cuối cùng là ổng làm cho cái chới giới luôn.
nguy hiểm vô cùng. Học hành cho đàng hoàng, nghiên cứu cho kỹ. Tùy chúng sanh tâm ứng sở chỉ lượng, pháp không có cao thấp, mà hợp căn cơ là pháp diệu. Người đó hợp căn cơ họ trì đại bi, khuyên họ trì đại bi. Có nhiều người người ta nói trời ơi, con niệm Phật chuyên nhất an vui, cái tiếp tục công phu như vậy. Có nhiều người nói con thêm trì đại bi cái cũng được, không sao, mà phải lấy đại bi làm trợ hạnh, tụng xong hồi hướng bản sanh nha. Con niệm thêm là gì? Con thêm đó là con niệm Quan Âm cũng được, đâu có gì đâu, không có gì trở ngại. Như vậy là Tổ Vĩnh Minh tụng cuốn kinh Pháp Hoa là đúng như thầy Nhuận Đức nói là sen tạp, là Tổ Vĩnh Minh là hóa thân của Phật Di Đà, là không được giảng sanh rồi đó. Chết chưa? Nguy hiểm vô cùng. Cho nên Ấn Tổ hay cực kỳ trong văn sao. Ngài nói có vị đó nhập thất, Ấn Tổ nói hàng ngày ông tu sao, kêu sáng con lăng nghiêm thập chú, rồi con trì thêm đại bi. Thì Ấn Tổ nói được, ông giữ thời khóa sáng tối như vậy, chiều ông tụng Di Đà, sáng lăng nghiêm như thời nhập tụng. Ngài không đã phá lăng nghiêm đúng không? Nhưng hàng ngày phải chuyên nhất niệm Phật, khi đã thất tức là vô thất. Nếu mà ông không an ổn được thì ông phải kèm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Nếu ông gặp nạn thì ông suốt ngày Quan Âm Bồ Tát. Còn nếu qua khỏi nạn thì ông niệm Phật Di Đà nhiều hơn Quan Âm. Mà gặp nạn ông niệm Quan Âm nhiều hơn Di Đà. Mà nếu mà ông niệm suốt Quan Âm suốt đời ông thì ông vẫn được vãng sanh, vì Quan Âm cũng có hành nguyện tiếp dẫn người vãng sanh. Cái chỗ này đại chúng phải đọc kỹ cho văn sao, đừng để người ta gạt mình, đừng để mình mất niềm tin đối với Tổ sư Ấn Quang. Giờ thầy Minh đọc, đọc Tổ sư Ấn Quang có trì thần chú đại bi hay không nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật cần niệm kèm thêm thần chú đại bi. Một, từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú đại bi, để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, Đại Sư Tự Thuật. 2. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, tham sân lừng lẫy, sức yếu tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ vực thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với Ta Bà, ngoài việc niệm Phật ra trì thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kiêm trì các chú lăng nghiêm, đại bi vân vân cũng đều được cả. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. 3. Nay sống tại chỗ thường có phi cơ bay tới, hằng ngày tụng chú đại bi, niệm Phật, niệm Quán Âm. Nếu chẳng dám ở lại, trốn sang phương xa, há chẳng khiến cho kẻ khá chê cười ư? Quan chỉ trơ trọi một thân, đi hay ở đều chẳng ăn nhầm gì, huống chi còn có chuyện hoằng hóa xã phải lo liệu. Quan tuy chẳng phải là trụ trì chùa, nhưng mọi chuyện đều nhờ quan làm chủ. Chủ nhân đi vắng, nếu những người khác cũng đi luôn thì công chuyện sẽ thành bỏ phế, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lưu thông kinh sách, có ích cho đời, cho người. Nếu đại kiếp đối đầu mọi người đều cùng chết sạch hết, quan cũng sẽ cùng chết với họ, thì cũng là đáng phận vậy. Viết vào ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhân Quốc 26 1937, Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Biên Vô. Số 4. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú. Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Số 5. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành.
Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tợ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu. Số 6. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hễ lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di vào năm 1937. Số 7. Nay gửi cho thận tu và lệnh ái hữu trinh, mỗi người một bao tro hương Đại Bi, tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa, nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay, nhấc chân, làm chuyện gì huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày, ác sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thận tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số tro còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ, để phòng khi bất ngờ cần đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm. Cho nên khinh nhờn, chất tro đã đem dùng để hòa nước xong, hãy nên trộn với nước trát lên nóc nhà. Để tỏ lòng kính trọng, đây chính là nước Đại Bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên vào năm 1936. Vào triều đại Nguyên Ngụy, có một tăng nhân pháp hiệu là Thích Đạo Thái ở tỉnh Xá Hoành Dương, huyện Thường Sơn. Vị tăng nhân này từng nằm mộng thấy có người đến bảo rằng số mạng của ông sẽ kết thúc vào lúc 42 tuổi. Đến năm đó thầy mắc bệnh nặng, trong tâm tự nghĩ chắc là không qua khỏi, nên thầy đem y bát và tất cả bạc tiền, đồ đạc vân vân làm lễ trai tăng bố thí rất lớn để cầu phước. Có người bạn đồng tu thấy thế bèn nói: tôi thấy trong kinh Phổ Môn, chính kim khẩu của bổn sư Thích Tôn dạy ngài Vô Tận Ý Bồ Tát rằng, nếu có người nào thọ trì danh tự của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát, lại thêm suốt đời đem thức ăn uống y phục đồ nằm để cúng dường theo ý ông nghĩ sao, công đức của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy có được nhiều chăng? Vô Tận Ý Bồ Tát thưa: rất nhiều, thưa Thế Tôn. Đức Phật dạy tiếp: nếu lại có người thọ trì danh hiệu của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cho đến lễ bái cúng dường, chỉ trong một thời thì phước đức của hai người ấy đồng nhau không khác. Vào đời Lưu Tống có Phật tử tên là Thiện Tín, người ở Ngô Hưng, đối với Tam Bảo rất có tâm tinh kính. Một hôm Thiện Tín mắc bệnh thương hàn nên không một ai dám đến gần săn sóc vì sợ lây nhiễm.
thiện tính rất buồn khổ, không biết tính thế nào. Chỉ nghĩ rằng có một cách duy nhất là thành kính chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông trì niệm thánh hiệu Bồ Tát chỉ trong thời gian ngắn, thì bỗng có một tăng nhân đến nhà bảo rằng: ta đem thứ thuốc này để cứu độ đệ tử. Nói vừa dứt lời liền lấy trong túi ra một hộp thuốc tán đưa cho thiện tính bảo uống. Thiện tính vâng lời, uống vào thì bệnh liền khỏi hẳn. Trích Cao Tăng Truyện. Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni dạy rằng: Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì thần chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được tội nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ, sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che. Giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối mười phương đạo sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay do trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, mười phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, bán pháp phá người, phá giới phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết. Duy trừ một việc kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi, nếu có sanh tâm ấy thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng. Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa xao. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì thần chú Đại Bi thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. Thế nào là 15 việc chết xấu? 1. Không bị chết do đói khát khốn khổ. 2. Không bị chết do gông tù đánh đập. 3. Không bị chết vì oan gia thù địch. 4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau. 5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại. 6. Không bị chết bởi rắn rít độc cắn. 7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy. 8. Không bị chết bởi phạm nhầm thuốc độc. 9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại. 10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn. 11. Không bị chết do té cây té xuống núi. 12. Không bị chết bởi người ác trù ếm. 13. Không bị chết bởi tà thần ác quỷ làm hại. 14. Không bị chết vì bệnh ác lâm thân. 15. Không bị chết vì phi mạng tự hại. Tụng trì thần chú Đại Bi không bị 15 việc chết xấu như thế, sao gọi là 15 chỗ sanh tốt? 1. Tùy theo chỗ sanh thường gặp đấng quốc vương hiền lành. 2. Tùy theo chỗ sanh thường ở cõi nước an lành. 3. Tùy theo chỗ sanh thường gặp thời đại tốt. 4. Tùy theo chỗ sanh thường gặp bạn lành. 5. Tùy theo chỗ sanh thân cân thường được đầy đủ. 6. Tùy theo chỗ sanh đạo tâm thuần thục. 7. Tùy theo chỗ sanh không phạm cấm giới. 8. Tùy theo chỗ sanh thường được quyến thuộc hòa thuận có ân nghĩa. 9. Tùy theo chỗ sanh vật dụng thức ăn uống thường được đầy đủ. 10. Tùy theo chỗ sanh
tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. 12. Tùy theo chỗ sanh, những việc mong cầu đều được tội nguyện. 13. Tùy theo chỗ sanh, Long Thiên Thiện Thần thường theo ủng hộ. 14. Tùy theo chỗ sanh, thường được thấy Phật, nghe Pháp. 15. Tùy theo chỗ sanh, khi nghe chánh Pháp ngộ giải nghĩa sâu. Nếu kẻ nào trì tụng chú Đại Bi sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế. Cho nên tất cả hàng trời người đều nên thường tụng trì chớ sanh lòng biến trễ. Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát lại bảo Phạm Vương rằng: Này Phạm Vương, nếu chúng sanh nào muốn tiêu trừ tai nạn ma chướng, nên lấy chỉ ngũ sắc xe làm một sợi niệt. Trước tiên tụng chú này 5 biến, kế tụng 21 biến. Cứ tụng xong mỗi một biến lại thắt một gút, rồi đeo nơi cổ tay hoặc bỏ nơi đẩy. Tâm chú Đại Bi đây do 99 ức hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra. Các đức Phật ấy vì thương xót muốn cho người tu hành công đức lục độ chưa đầy đủ mau được đầy đủ, mầm bồ đề chưa phát mau được phát sanh, hàng thanh văn chưa chứng may được chứng quả, các vị thần tiên trong cõi đại thiên chưa phát lòng bồ đề mau được phát tâm bồ đề. Nếu chúng sanh nào chưa được tính căn đại thừa, do sức oai thần của Đà Ra Ni này, hộp giống đại thừa tự sanh mầm và tăng trưởng, lại do sức từ bi phương tiện của ta khiến cho sự mong cầu của họ đều được thành tựu. Câu chuyện số 3. Triều nhà Đường Tri Huyền Pháp Sư họ Trần là người ở Hồng Nhã xứ Mỹ Châu. Pháp Sư thường tuyên thuyết diễn giải kinh luận đại thừa, hàng Phật tử cả tăng lẫn tục đều hoan nghênh ngưỡng mộ hết mình. Tuy vậy, Pháp Sư vẫn thường tự giận mình có giọng nói không đúng với thổ âm địa phương nên hiệu quả không như ý nguyện. Sau đó Pháp Sư lên núi Tường Nhĩ, ngày đêm chuyên tụng trì chú Đại Bi. Một hôm Ngài nằm mộng thấy một vị thần tăng đến cắt lưỡi của mình rồi thay vào chiếc lưỡi khác cho Pháp Sư. Đến sáng hôm sau, bỗng nhiên khi vừa cất giọng thì Ngài nhận ra âm thanh của mình đã trở thành thổ âm của người nước Tần, Trích Cao Tăng Truyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, quý chú trong ban trợ niệm, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong ban trợ niệm tại chùa Quan Thế Âm, kính thưa gia đình của cụ Hương Linh Phạm Thị Tuyết, pháp danh Diệu Nhung. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm Tân Sửu. Đại Đức Thích Giác Nhàn chủ trì chùa Quan Thế Âm lên đây có vài lời khai thị cho gia đình và khai thị cho Hương Linh, và có một số cái việc mà Giác Nhàn cũng cần chia sẻ trong ngày hôm nay. Thì thực sự hôm nay thật là một cái nhân duyên thù thắng của bà vào đây, do người con sắp xếp đưa bà vào trong này. Và vào trong này trong thời gian chưa được một tháng, chưa được một tháng mà cụ vào phòng hồ niệm mà ra đi rất là tốt. Trong cái việc mà khi một người mà sắp lâm chung, và khi đã lâm chung thì lúc trước ban trợ niệm của chùa Quan Âm mình sẽ để người mất đó và mình ngồi tại phòng hộ niệm chứ không đi kinh hành và không lạy suốt trong vòng 8 đến 10 tiếng, là 4 đến 5 ca. Thì Giác Nhàn thấy cái cách này thì lúc trước phù hợp, đó là do chỉ có cái phòng đặc biệt nhỏ bên trong á, mình đã không có đi kinh hành được cho nên thành ra phải còn ngồi một chỗ. Tuy nhiên vừa rồi Giác Nhàn 2 giờ khuya thức dậy nhìn thấy đại chúng ngồi, lúc đó ngủ lên ngủ xuống và không có cưỡng lại được với con hôn trầm. Vì vậy cho nên từ giờ trở đi thì có các thầy, các chú trong ban trợ niệm và quý Phật tử, mình đổi lại cái cách lúc xưa một chút xíu, đó là khi người mất mình vẫn để nguyên như vậy, nằm chỗ nào mình để nguyên chỗ đó, không có đụng đẩy đến, chỉ đắp cái mền quang minh lên thôi. Và cái mô hình vẫn để nguyên tại đó, và cái cách lễ Phật, niệm Phật, đi kinh hành
vẫn giữ y như cũ, chứ không có ngồi lấy ghế vô ngồi để trợ niệm nữa. Bởi vì nếu mà mình ngồi mình trợ niệm thì có một số người họ bị hôn trầm và ngồi lâu 2 tiếng đồng hồ thì sẽ bế khí và con người không có sảng khoái được. Lợi ích và tốt cho cái người mất, nhưng mà riêng cái người hộ niệm thì không đủ sức khỏe, và cái cách trợ niệm như vậy không giữ được bền lâu dài. Vì vậy cho nên thành ra được tốt đôi bên cho ban trợ niệm, thì ban trợ niệm nhớ là mình vẫn giữ cái cách đi kinh hành 3-3-4 của niệm 4 chữ A Di Đà Phật như vậy. Vì vậy cho nên hôm nay Giác Nhàn lên thông báo với đại chúng, quý thầy, quý chú và các cô trong ban trợ niệm đó, thì khi mất rồi mình vẫn để nguyên như vậy, vậy chỉ đắp mền quang minh lên và mình vẫn đi kinh hành, vẫn lễ Phật bình thường. Đó là cái việc hôm nay Giác Nhàn có chia sẻ điều này. Việc thứ hai, khi có một người mất thì thầy Thiện hoặc là chú Hiền hoặc là thầy Chánh sẽ đi thông báo cho đại chúng biết cái giờ nào liệm. Thì lẽ dĩ nhiên ở đây là mình 24 tiếng đồng hồ mình mới liệm. Thì khi có thể nó qua, nó tới 24 tiếng đồng hồ là vào 2 giờ sáng hoặc là 3 giờ sáng hoặc 1 giờ khuya hoặc 12 giờ thì mình có thể hơn 24 tiếng cũng được. Có thể là mình 26, 27, 28 cho nó qua khỏi cái giờ khuya á. Nó đến cái giờ buổi sáng là 4 giờ hoặc 6 giờ sáng. Hoặc giả là mình có thể lùi lại làm sao để nó thích hợp cái giờ, để cho quý thầy có thể tới đông để mà làm cái lễ nhập liệm. Mà hầu như các thầy khi mà có một hương linh ra đi thì các thầy, các chú trong ban trợ niệm mà cốt cán chủ lực đều có mặt hết để mà hỗ trợ cho anh em để mà đưa thi thể và đưa hương linh nhập quan. Cái giây phút này rất là quan trọng. Đó là cái việc mà Giác Nhàn thông báo thứ hai. Mà hồi tối đây thì cụ lần đầu tiên mà cụ ra đi đó, là bây giờ đây mới thay đổi lại cái cách là toàn bộ quý thầy quý chú có mặt hết để mà hỗ trợ cho nhau để mà liệm. Cho nên quý thầy quý chú và Phật tử nói cụ này quá là có phước. Hồi trước giờ chưa thay đổi cái việc mà khi liệm tất cả mọi người phải có mặt hết. Hôm nay Giác Nhàn có cái quy định như vậy. Bởi vì một người khi lúc lâm chung ra đi, cả gia đình họ tin tưởng pháp hội mình, cả gia đình họ tin tưởng phòng hộ niệm mình, mà không những cả gia đình mà khắp nơi trên thế giới và cũng như quý Phật tử tin tưởng cái phòng hộ niệm mình, mà lúc lâm chung và cái lúc mà thỉnh hương linh vào trong quan tài mà chỉ có 5-7 thầy thì không đủ sức mà làm, thì nó không có cái lực lượng của anh em trong ban trợ niệm để mà hỗ trợ lẫn nhau. Mà cho nên cái việc này Giác Nhàn hôm nay thông báo hai việc. Việc thứ nhất là khi mất mình vẫn hộ niệm bình thường, đi kinh hành và lễ bình thường. Cái việc thứ hai đó là khi liệm đó thì quý thầy phải có mặt hết, và thầy Chánh hoặc là thầy Thiện hoặc giả là chú Hiền hoặc quý thầy đó, thầy Hào sẽ khai thị cho hương linh và sẽ nói chuyện với gia đình. Đó là việc thứ hai. Và việc thứ ba đó là hôm nay Giác Nhàn cũng muốn thay đổi lại cái mô hình một chút nữa, đó là trước khi đưa hương linh đi cũng như là hương linh cụ bà ngày mai đưa đi, thì nếu mà Giác Nhàn sắp xếp được thì Giác Nhàn lên. Bây giờ công việc cũng rất là nhiều, vừa dạy luật cho đại chúng, vừa là lễ Quan Âm, và giảng cái ngày lễ vía Quan Âm một tháng một kỳ, rồi 4 ngày chủ nhật hàng tháng giảng nữa. Vì vậy cho nên thành ra lúc mà Giác Nhàn sắp xếp được như ngày hôm nay thì Giác Nhàn sẽ lên, còn không là sẽ giao lại cho thầy Thiện, thầy Hào, thầy Chánh trước khi một ngày mình đưa đi, như ngày mai cụ đưa đi đó, thì hôm nay mình vân tập gia đình hết lại. Rồi mình cũng vân tập quý thầy lại. Thì cái lúc mà sáng đưa đi đây á, trước khi đưa đi á, thì quý thầy đông càng tốt, còn không thì quý thầy bận công việc buổi sáng thì thôi. Nhưng mà cái buổi mà nhập liệm là phải đông đủ. Dẫu cho đi làm công việc dưới khu chuyên tu hoặc giả đi việc gì đó thì mình cũng thông báo cho anh em ở lại để mà nhập liệm. Đó là cái việc mà hôm nay điều chỉnh lại một chút. Thì quý thầy trước khi đưa đi, trước một ngày đó, quý thầy sẽ nói chuyện và ghi trong băng đĩa như vậy, để tập để mà quý thầy nói chuyện trước công chúng, để khích lệ gia đình và cho gia đình cảm tạ, khỏi phải lên trên đài hỏa táng cảm tạ nữa, và nói để gia đình thông hiểu và khai thị cho hương linh. Đó ba cái việc mà hôm nay Giác Nhàn lên đây để chia sẻ để quý thầy nắm rõ. Thì về cái việc gia đình đó, thì một người mất mà được lâm chung mà ra đi tại chùa, mà nhất là chùa có phòng hộ niệm, thì hôm trước cũng có một số quý sư cô, quý vị thầy lên trên này cũng muốn học cái cách trợ niệm. Thì Giác Nhàn có chia sẻ là bắt buộc trong chùa phải có phòng hộ niệm, rồi gây dựng từ từ nhân sự trong ban trợ niệm, và chính quý thầy, quý sư cô
phải là người tin tưởng và nỗ lực tiên phong và làm cái việc này, chứ không phải là mình lập phòng hộ niệm ra rồi giao cho Phật tử thì không có thể nào thành công được. Mà bản thân thầy trụ trì phải tâm huyết về cái việc hộ niệm và biết rằng cái việc mà tiễn đưa người về với Phật là công đức này rất thù thắng. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mình làm phải để toàn tâm trong đó. Và quan trọng hơn nữa là không tính về cái việc mà lợi nhuận. Một người nghèo vô đây mình không nhận, mình không có tiền chi phí, không lo chuyện đó. Chuyện đó có Phật Di Đà lo. Và đặc biệt phòng hộ niệm ở đây, tất cả thành viên quý thầy quý chú và quý Phật tử không nhận tiền riêng. Văn Nhàn nói với quý thầy là như vậy đó, không nhận tiền riêng, mà chỉ đồng tiền đó để tập trung, để chung cho cả đại chúng xài. Và Văn Nhàn nói một số điều đó thì các thầy nói rằng đây là một phòng hộ niệm mà đúng như lý như pháp. Như giờ rồi gia đình có thầy Giác như đưa có mấy triệu thôi, nhưng vẫn hai chiếc xe buýt của quý thầy đưa cho một cái cô đó, cổ nằm 3 năm ở nhà mà không ra đi, lên đây một tháng mấy ngày là ra đi. Thì quý Phật tử thấy rõ đúng không ạ? Vừa rồi đó thì quý Phật tử mới thấy câu niệm Phật chuyển nghiệp bất khả tư nghi đúng không ạ? Rất thù thắng vi diệu. Vì vậy cho nên thành ra là quý Phật tử thấy rằng là cái việc mà người ta nằm ở nhà 3 năm mà người ta lên đây trong vòng một tháng mấy ngày cái hương linh đó ra đi, thì gia đình người ta bội phục, ta tin tưởng cái phòng hộ niệm mình đó. Và không phải tu sĩ là các vị thầy ai cũng tin hộ niệm đâu, không phải dễ đâu. Cho nên thành ra cái việc mà để niệm Phật mà tiễn đưa người về với Phật, tuy rằng lúc bình thời họ không có tu, nhưng mà khi họ vô trong này, họ nghe tiếng câu Phật hiệu, họ nghe đại chúng hộ niệm, nghe đại chúng khai thị, họ buông xuống vạn duyên. Thì những người mà được vào trong này là gia đình có căn lành và hương linh này có căn lành nhiều đời nhiều kiếp, họ mới đủ cái duyên họ vào trong phòng hộ niệm. Biết đâu nhiều đời nhiều kiếp họ đã tin tưởng gieo trồng công đức niệm Phật rồi, trong đời này họ không đủ duyên để gieo trồng, nhưng mà nhờ công đức nhiều đời trong đời này họ gặp lại, những người này cũng có thể vãng sanh Tây Phương. Đó. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay Văn Nhàn lên nói rằng là bà cụ này rất là có phước và gia đình quyết định đưa vào trong này là một cái việc mà rất là sáng suốt. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay Văn Nhàn lên đây trước là tán thán ban hộ niệm quý thầy đã dày công bỏ công sức ra để mà hộ niệm với một cái tấm lòng Bồ Tát đạo, không vì cầu lợi dưỡng riêng, và phát Bồ Đề Tâm tinh tấn dõng mãnh ngày đêm niệm Phật 24/24, đưa các vị này về với Phật. Và quý Phật tử làm cái công việc này là công đức thù thắng bất khả tư nghì. Vì vậy cho nên thành ra thầy thực sự để toàn tâm vào ban hộ niệm, lo lắng cho quý thầy, quý cụ và một số các vị đã phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh bỏ công sức ra ngày đêm hộ niệm. Thì đó là cái việc mà hôm nay Văn Nhàn chia sẻ với cái các vị trong ban trợ niệm. Còn về cái việc mà một người mà ra đi đó, thì Tổ sư Ấn Quang nói có ba cái điều gọi là trợ niệm lúc lâm chung, là ba điều tinh yếu. Khi quý thầy mà khai thị cứ nắm ba điều tinh yếu này, và trước khi đưa hương linh đi mà Văn Nhàn không lên thì mấy thầy phải nắm rõ ba cái điều tinh yếu này. Khi mà mình nói về hộ niệm thì phải nói về ba vấn đề tinh yếu của Tổ sư Ấn Quang. Mà nếu mà không có phòng hộ niệm trong chùa, nhà bên ngoài khó làm được điều này. Thứ nhất, điều tinh yếu thứ nhất đó là có người trực tiếp khai thị cho hương linh đó buông xuống vạn duyên. Thì trong chùa thì dĩ nhiên có quý thầy trong ban hộ niệm để mà khai thị thì cái điều này chắc chắn là có rồi. Còn riêng ở nhà để mà tìm người đến mà khai thị á, thì người ta chỉ tới trong chốc nhán người ta đi thôi, không có ai có thời gian ở trực tiếp liên tục đó. Và thứ nhất, thứ hai nữa đó là những người bên ngoài thì bây giờ ban hộ niệm các nơi á, thì gần như là bỏ hết, bởi vì không có phòng hộ niệm, họ đi hoài, họ không có đủ sức họ đi, không đủ thời gian họ đi. Vậy cho nên thành ra cái việc tinh yếu thứ nhất là phải có người khai thị cho họ, để cho họ buông xuống vạn duyên. Là nghe cho kỹ chỗ này. Cái điều tinh yếu thứ nhất đó là phải có người khai thị. Vì vậy hôm nay thầy Thiện, thầy Hào, thầy Chánh, chú Hiền, rồi một số các vị trong ban hộ niệm lập ra một cái quy trình và có người để khai thị cho hương linh họ nằm trong phòng hộ niệm của mình, thỉnh thoảng 2-3 tiếng, 1-2 tiếng, hoặc giả các chú mà trong trưởng ban để mà hướng dẫn một cái ca đó đó, thì mình tới mình tập mình khai thị lần. Phải có người đến khai thị cho họ trong 2 tiếng một lần cũng được, chứ đừng có liên tục.
liên tục thì người ta sẽ cứ nghe mình khai thị chứ người ta không có niệm Phật được. Cho nên là Ấn Tổ nói cái điều quan trọng thứ nhất là có người khai thị cho họ buông xuống vạn duyên. Vấn đề thứ hai, thay phiên niệm Phật không gián đoạn. Ở gia đình bên ngoài mà thay phiên 24/24 thì cái chuyện này hơi khó. Quý vị thấy mà ở gia đình đó, nó không đủ điều kiện đúng không ạ? Bên ngoài có những người họ đến họ hộ niệm chỉ trong chốc lát, 1-2 ca, 1-2 tiếng, 2-3 tiếng gì đó họ về. Đến khi mà thiệt yếu gần mất ngáp thở lên họ mới tới thôi. Còn riêng phòng hộ niệm của mình là lúc mang vô, chưa có hấp hối lâm chung vẫn trợ niệm, vẫn liên tục hộ niệm 24/24. Chia ca thay phiên niệm Phật 24/24. Đó là cái điều quan yếu thứ hai. Cái điều quan yếu thứ ba, đó là khi mất không được dời động. Khi mất phải để 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng bắt đầu mình mới gì? Để kiểm tra thi thể và mình mới có thể là thay áo rồi mình tắm rửa. Thì ở ngoài đời hầu như ba điều kiện này họ làm không được. Vừa mất một cái là vội vã khóc lóc lên hết và kêu quý thầy đến để coi ngày giờ liệm, có người 1-2 tiếng là liệm rồi. Đó. Vấn đề thứ hai nữa, để mà gia đình mà chuyên nghiệp để mà có một cái chỗ mà hộ niệm cho người thân mình 24/24 thì hầu như khó. Vấn đề thứ ba, để có người khai thị cũng thực sự là khó. Vì vậy cho nên là ra Giác Nhàn nói là cái tâm huyết của Giác Nhàn lập phòng hộ niệm, nhưng mà có quý thầy, quý chú, quý Phật tử ngày đêm thay phiên hộ niệm để hỗ trợ cho cái tâm nguyện của Giác Nhàn đến ngày hôm nay, thực sự là một cái nhân duyên này thù thắng. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay cái điều mà Giác Nhàn nghĩ rằng Phật lực gia trì cho ban trợ niệm tại chùa Quan Âm cũng như là phòng hộ niệm này được vững chãi và tiếp tục để trợ niệm đưa những người về Tây Phương Cực Lạc, lỡ mà nghiệp người ta nặng quá thì thực sự họ không độ ba đường ác. Tổ sư Hồng Quang nói lúc lâm chung mà ở được trong Tam Bảo và nghe được tiếng Phật hiệu thì người này hầu như không đọa vào địa ngục nào quỷ súc sanh. Còn ở bên ngoài con cái khóc lóc giết gà giết vịt để mà cúng tế, rồi anh em xào xáo lẫn nhau làm cho cái tâm thức hương linh nó bấn loạn thì cái chuyện đọa lạc rất dễ. Đó. Cho nên Ấn Tổ nói nếu gia đình đó là thiện hữu chư thức, biết hộ niệm, biết hỗ trợ cho người đó vãng sanh thì gia đình người này là đắc lực giúp cho họ. Còn nếu gia đình mà không biết hộ niệm mà gây khó dễ cho nhau mà khóc lóc thì đây là một gia đình để đưa hương linh đó đọa lạc. Đọa lạc hay là thăng lên vãng sanh thì gia đình đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng mà khi vào trong phòng hộ niệm thì hầu như gia đình có ai ngang ngạnh lắm chống cự thì họ cũng không dám. Họ cũng bớt đi, quý vị công nhận không ạ? Cho nên đây là cái lợi thế. Các cụ đừng có đi đâu nha, đi đâu rồi lỡ mà không có phòng hộ niệm là kẹt dữ lắm anh ạ. Thì đó là cái việc mà hôm nay Giác Nhàn nói ba cái điều quan yếu để cho mọi người biết cái giá trị của cái phòng hộ niệm như thế nào. Và giờ đây Giác Nhàn có vài lời đối với gia đình. Thì đối với gia đình đó thì hôm nay trước mọi người thì gia đình đã tin tưởng cái pháp hội niệm Phật Di Đà chùa Quan Thế Âm, xem qua băng đĩa. Và nhất là cô pháp danh gì? Con là pháp danh Diệu Minh ạ. Có pháp danh Diệu Minh. Trước khi cụ vô phòng hộ niệm và cổ đã lên chia sẻ và đã nói về cái việc mà cổ phát Bồ Đề Tâm dũng mãnh đưa cụ vào trong này, thầy tán thán vô cùng, hoan hỷ vô cùng. Bây giờ giờ đây cổ có vài lời để mà nói cảm ơn ban hộ niệm, quý thầy, quý chú và quý Phật tử. Và cái tâm nguyện của cổ là đưa cụ vô đây để vãng sanh và mọi người trong gia đình đều đồng lòng. Cho nên thành ra cái đoạn băng video hôm nay rất là quan trọng. Vì đôi khi gia đình của họ không bằng lòng với chùa mình, nói chùa mình là bức tử hoặc đem vô đây để mà trợ niệm cho vãng sanh mà không thông qua gia đình thì lúc đó mình không có bằng chứng gì cả. Có một số những người họ có những cái ý niệm họ không được tốt ấy. Vì vậy cho nên là những cái đoạn như vậy để cho gia đình phát Bồ Đề Tâm, cảm ơn Tam Bảo, cảm niệm công đức quý thầy, và đây là một cái điều mà mình yên tâm trong khi mình đưa một hương linh ra đi. A Di Đà Phật. Giờ cô có vài lời. Con nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con là Nguyễn Thị Kim Anh, pháp danh Diệu Minh. Hiện nay con đang ở tại Tịnh Thất Quan Âm. Con là người Hà Nội. Con cũng được nhân duyên thù thắng. Con là người không biết một tí Phật Pháp nào.
Nhưng được nhờ một bài pháp của Pháp Sư Tịnh Không, nhờ một bài pháp của Pháp Sư Tịnh Không, con đã quay đầu. Hàng ngày tinh tấn tu tập một mình ở nhà, chuyên tụng kinh A-di-đà và niệm Phật A-di-đà cầu, cầu tất cả quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Nay con được một cái nhân duyên thủ thắng là mẹ con Phạm Thị Tuyết, pháp danh Diệu Âm Diệu Nhung. Cách đây 4 năm, con thường khuyên mẹ, mẹ con vẫn ăn mặn. Con thường khuyên mẹ là mẹ ơi, mẹ có thấy là đời con rất khổ, nhưng vì có Phật, Phật đã cứu con. Cuộc đời con đã sang trang, các con của con đầy đủ. Mà rất là hiếu thảo. Vì vậy mẹ nhìn con bắt đầu sang trang cuộc đời là từ khi con có Phật. Vì vậy, xin mẹ hãy nghe con hàng ngày niệm A-di-đà, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Mẹ niệm Phật, mẹ sẽ được thành Phật. Hàng ngày con đều nói với mẹ như thế, mỗi khi gặp mẹ. Còn việc ăn chay thì con khuyên đến được 2 năm nay mới ăn chay trường. Mẹ con ăn chay trường được 2 năm nay rồi, thì mẹ con tự dưng phát bệnh, không đi khám thì không biết bệnh gì. Siêu âm và cộng tử hưởng, CT đủ các loại luôn, các bệnh viện không ra bệnh. Thì cứ đau bụng, đau quằn quại. Thì lúc đấy con chưa nghĩ đến vào Tịnh Thất Quan Âm. Con đi tìm Thầy Giác Hạnh. Con vào chùa Thầy Giác Hạnh thì được một tuần thì con ra. Thì khoảng nửa tháng sau thì mẹ con, một tháng sau thì mẹ con không còn đau bệnh bụng nữa. Nhưng vấn đề là lại chuyển sang bệnh khác, là hai cái chân tự dưng đang đi như thế mà tự dưng không đi được nữa. Trong một tuần là không đi nổi. Và con cũng lại cho đi bệnh viện. Thì mãi về sau này thì là bệnh viện mới phát hiện là có một cái u ở cột sống lưng của mẹ con. Và họ bảo rằng là mổ không được, không mổ được, không làm cái gì được hết. Con bảo mẹ ơi, thôi đi về chỉ có Phật A-di-đà mới cứu mẹ thôi. Mẹ về niệm Phật với con. Nhưng mà mẹ rất là đau, đau vô cùng, suốt ngày rên la và còn chửi bới. Con không biết làm thế nào, sống giống như một cái địa ngục. Con ở nhà chăm mẹ nhưng mà con thấy giống địa ngục, con đành bỏ ra đi. Con bảo mẹ ơi, con phải nói đến một tuần liền. Mẹ ơi, khi không thấy con, có nghĩa là con đi tu để lấy công đức hồi hướng cho mẹ. Không thế này khổ quá, con trông mẹ giống, sống giống địa ngục. Thì cứ ừ xong rồi là con bỏ đi. Con đã bỏ đi vào đây thì lúc đấy là con nghĩ 7 năm trước là con cũng đã nghĩ vào đây rồi, nhưng mà con chưa đủ nhân duyên. Thì hôm đấy là 21 tháng chạp năm Canh Tí vừa rồi là con bảo cha mẹ con đi vào đây. Con tu thì con vào đây con được gặp thầy Thiện. Thầy mới chỉ giáo cho con biết là con phải làm thế nào, hồi hướng công đức ra sao. Con làm đúng như vậy thì khoảng 3-4 ngày sau thì con có tin bà chị con ở ngoài đấy là mày về cứu mẹ, không có mẹ đoạt địa ngục. Ở nhà mẹ suốt ngày đau đớn và kêu la. Con mới ở nhà con thì có hai người con trai không đồng ý về việc Phật pháp này, không biết tu tập, không biết đạo, nói đúng là không biết đạo. Cho nên là con xin Phật và Bồ Tát gia hộ. Đến khi con về đấy thì làm sao mà đúng là Phật và Bồ Tát gia hộ. Con về con không dám ra đường, con sợ mọi người nhìn thấy con thì là biết là ý định của con. Con cứ chui ở trong nhà 3 ngày, xong rồi là đến ngày hôm đấy thì
tự dưng làm sao thì lại thấy báo rằng là cả nhà đi về quê thà làm thanh minh. Thế là có một mình vợ của đứa em con, em trai con ở nhà, con bảo thế là Phật và Bồ Tát đã gia hộ con vào, con bế mẹ con đi. Con bảo trước khi mà con đưa mẹ con lên xe, con bảo mẹ ơi, bây giờ con đưa mẹ đi vào chùa. Mẹ có muốn vào chùa sống với hai con để tu tập, xin Phật cứu mẹ không? Mẹ con bảo có. Thì là chúng con đi, con đưa mẹ con đi lên bằng xe cấp cứu thương. Đúng một ngày con về đến đây, đi 1.500 cây số vào đến đây, mà khi đấy mẹ con tưởng là mẹ con cũng không qua nổi, nhưng không ngờ là Phật pháp nhiệm màu, Bồ Tát gia hộ, mẹ con lại khỏe hơn khi ở nhà. Thì sau khi đấy thì là con chăm sóc mẹ con ở nhà, mẹ con cũng đau đớn vô cùng. Nó đỡ hơn ở nhà ở ngoài Hà Nội thôi, nhưng mà cũng vẫn đau đớn. Con vào, con bạch với các thầy ở trong chùa là bây giờ mẹ con rất là yếu, con xin các thầy cho mẹ con được vào phòng trợ niệm. Thì chú Hiền và trong đội hộ niệm mới vào và chú thăm bệnh cho mẹ con và cho mẹ con ba người, ba chú cho mẹ con được vào đây. Con nói thật là lúc đấy con không biết lấy gì để cảm tạ Tam Bảo, cảm tạ sư phụ và tất cả các thầy các chú tại chùa Quan Âm này, nhất là trong cái phòng hộ niệm này. Con cũng xin cảm ơn và cảm niệm tri ân tất cả các thầy các chú cùng tất cả các Phật tử đã, các Bồ Tát là đúng hơn, con vẫn gọi các vị mà phục vụ các bệnh nhân là các Bồ Tát. Con luôn luôn nói với người nhà con rằng là mình hầu mẹ cũng không bằng các Bồ Tát này đâu, vì con rất là cảm động khi nhìn thấy mọi người mà chăm sóc mẹ con. Cái vết thương của mẹ con vô cùng là mùi nó rất là nặng ở nhà. Thế nhưng mà không hiểu tại sao một sự nhiệm màu gì đã đưa đến là hai ngày mẹ con vào trong phòng hộ niệm này không còn một tí mùi nào nữa. Hôm con vào đây bắt đầu là con vào đi con tu, con bảo lạ thay là ở nhà thì như thế, tại sao vào đấy không còn một tí mùi nào mà người thì vẫn còn lẹt ra như thế, tại sao được như vậy. Con thật cảm tạ, trước hết là con cảm tạ Tam Bảo và các chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng cùng tất cả các chư Thiên Hộ Pháp Long Thần đã hộ trì cho con được tu tập ở tại Tịnh Thất Quan Âm. Và sau là con xin cảm niệm công đức và cảm tạ ơn trên của Sư Phụ Thượng Giác Nhã Hạ Nhàn. Con cũng xin cảm tạ tất cả các thầy, các chú và các Phật tử ở tại phòng hộ niệm này đã cho mẹ con được một cuộc sống, có nghĩa là được cái tuổi đời mà còn có một nửa tháng mà được nằm ở trong Tịnh Thất Quan Âm này, được nhờ sự che chở của sư phụ và của các thầy và sự chăm sóc của tất cả các Phật tử. Con xin không biết lấy gì làm để cảm tạ công đức đó, con chỉ biết rằng là lấy tất cả tâm nguyện của con, một đời này con nguyện nhất định con phải về Tây Phương Cực Lạc. Con xin y giáo phụng hành lời sư phụ dạy và con nhất định là con sẽ phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chăm chỉ tinh tấn tu tập để không phụ lòng của sư phụ và tất cả các thầy các chú cùng tất cả đại chúng nơi đây. A Di Đà Phật. Một lần nữa con xin cảm ơn, cảm tạ sư phụ và tất cả các thầy các chú cùng đại chúng ở tại Tịnh Thất Quan Âm này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua quý vị nghe người con của cụ đã chia sẻ trình bày. Cụ đau đớn ở nhà giống như cảnh địa ngục, trong người thâm lở lét hôi thối, mà cụ được vào trong này cũng là một chuyện hy hữu. Cái xe cấp cứu đưa đi trong một ngày một đêm mà vượt ra 1.500 cây số từ Hà Nội vào đây. Khi vào đây rồi thì đỡ đau hơn, mà khi vào phòng hộ niệm thì không còn hôi thối nữa. Đây là một cái sự vi diệu, mầu nhiệm bất khả tư nghị. Đây là sự thật. Khi mà người
trước lúc lâm chung được câu Phật hiệu gia trì, thân thể người này bắt đầu chuyển nghiệp. Và những lúc họ ra đi, thân thể sẽ đẹp hơn cái lúc bình thời còn sống. Đây là sự thật. Vậy cho nên thành ra khoa học không thể chứng minh được Phật học, vì Phật học có một cái tâm linh vi diệu mà khoa học không thể chứng minh được. Vậy cho nên thành ra hôm nay gia đình vui hoan hỷ, không có đau buồn, bởi vì tiễn đưa người mẹ mình về cảnh giới an lành và cụ ra đi trong một cái hoàn cảnh nó trang nghiêm như vậy. Thì gia đình từ nay về sau thì phát tâm tinh tấn, ăn chay, có điều kiện được thì mình mua cá mình phóng sanh, hoặc giúp những cái việc từ thiện gì đó, hoặc mình tu tập để mình hồi hướng cho cụ. Người vãng sanh Tây Phương cực lạc rồi, mình còn hồi hướng không? Tiếp tục hồi hướng để cho họ thăng cao phẩm vị. Vì vậy cho nên hôm nay Nhất Nhàn thực sự không biết sao cảm được cụ này. Cho nên cụ này ra đi có sự thay đổi rất nhiều trong phòng hộ niệm. Thứ nhất đó là đại chúng vẫn hộ niệm khi người ra đi, không có ngồi trên ghế. Thứ hai đó là các thầy từ nay về sau, những người lúc mà chuẩn bị nhập niệm, các thầy chủ chốt trong ban chủ niệm và một số cái Phật tử không đến ca mình cũng có thể mình vào. Như là cái cô dì của thầy giác đó, mà chú nhuận pháp là chú Hậu, làm biểu pháp mà tay chân mềm mại, khắp mọi người trên thế giới người ta hoan hỷ vô cùng. Nếu mà không niệm Phật mà lúc lâm chung tay chân cứng đơ, phải có nước nóng rượu bóp, chứ còn mà để mình mềm mại cái chuyện hơi khó. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay cụ ra đi cũng là một nhân duyên thù thắng. Thầy trực tiếp lên trên này để làm cái đoạn video này để mọi người khắp nơi trên thế giới tin tưởng được cái pháp môn niệm Phật bất khả tư nghị, đau đớn nó sẽ được yên ổn do câu Phật hiệu gia trì, nó chuyển nghiệp. Có bệnh nhưng mà không đau. Sự thực đây là điều có thiệt như vậy. Thì thôi, giờ đây thầy xin tạm ngưng tại đây. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.